Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Trong chapter 1049, một đoạn hồi tưởng ngắn về quá khứ của Tứ Hoàng Kaido Bách Thú có nhắc đến anh hùng hải quân Monkey D. Garp. Cụ thể là sự kiện Godplay, nhóm hải tặc trên đảo Hachinosu bàn tán sôi nổi về việc băng hải tặc Rock hùng mạnh đã bị đánh bại bởi một hải quân tên là Garp. Không khó để chúng ta nhận ra nhân vật huyền thoại đó là ông nội của Luffy. Việc băng hải tặc được xem là khủng khiếp nhất lịch sử với những cái tên như thuyền trưởng Rock, dâu trắng, Big Mom, Shiki, Kaido. Nhiều fan One Piece đã cố gắng tưởng tượng ra cách mà Garp và Roger có thể đánh bại hết sàn quái vật này. Một số ý kiến cho rằng vai trò của Roger là rất quan trọng, chưa kể tới cái tên Fireland Garling đình đám thời gian qua. Tuy nhiên đoạn hồi tưởng về Kaido và băng Rock trong One Piece chapter 1049 lại không nhắc đến họ mà chỉ nói về Garp. Điều này lại càng làm cho nhiều fan tò mò về sức mạnh của ông nội Luffy khủng bố tới đâu, hay có mâu thuẫn trong nội bộ băng Rock không. Nhưng dù thế nào thì chiến tích mà Garp đã tạo nên quả thực rất phi thường. Oda vốn rất tài tình trong việc tạo ra những chủ đề bàn luận sôi nổi dành cho các fan, chỉ với một chi tiết nhỏ cũng đủ tạo ra nhiều luồng dư luận. Trên các trang mạng xã hội, chủ đề về sức mạnh của ông nội Luffy lại càng được các fan One Piece bàn tán sôi nổi hơn. Sau hai chapter 1080 và 1081, mới đây nhất là chapter 1087. Hiện tại, trận Hachinosu mới là trận đánh đầu tiên mà Garp thể hiện sức mạnh của mình một cách đầy đủ. Với cú đấm Galaxy Impact của mình, ông nội Luffy đã san bằng cả thị trấn, hay trước đó từng khiến Marco trong dạng Phượng Hoàng phải băng bó đầu sau trận chiến tại Tổng bộ Hải quân. Garp cũng là kỳ phùng địch thủ của vua hải tặc Goldie Roger, chỉ với ngần ấy thôi cũng đủ để thấy được Garp mạnh ra làm sao. Và cứ mỗi lần Oda nhắc đến cái tên Garp thì chúng ta lại mong chờ flashback về trận chiến Godplay. Các độc giả luôn khao khát về một phần hồi tưởng về quá khứ huy hoàng của vị anh hùng hải quân huyền thoại này. Và trong video ngày hôm nay, Chuyện Tổng Hợp sẽ cùng anh em tìm hiểu tất tần tật về Paradox Monkey D. Garp. Một đẳng cấp sức mạnh của Garp. Những thông tin vô bổ như tiểu sử, tính cách, gia đình hay ngoại hình mình xin lược bỏ hết để tập trung vào phân tích sức mạnh. Hãy bắt đầu từ việc chăm sóc bản thân và rèn luyện của ông nội Luffy. Paradox Garp làm từ thời trẻ đấy, đó là cách tập luyện thường nhật của ông ấy suốt mấy chục năm nay rồi, tới tận bây giờ vẫn vậy. Đây là lời kể của Brand New ở chapter 1087 mới nhất. Điều làm mình đặc biệt ấn tượng là thời điểm này dù đã 7-8 tuổi, Garp vẫn chưa bỏ thói quen tập luyện hà khắc như vậy, thật sự là sởn gai ốc. Ông nội Luffy là người chăm chỉ và nghiêm khắc với bản thân hơn bất cứ ai, cho nên Oda mới nói tuổi tác không ảnh hưởng đến sức mạnh của Garp. Còn dâu trắng thì khác, tuy bố già trẻ hơn 4 tuổi nhưng 2 năm trước đến Haki còn chẳng sử dụng nổi do bệnh tật. Điều đó cho thấy khoản rèn luyện sức khỏe, chăm sóc cơ thể thì Garp hoàn toàn là ao trình. Cho nên đừng hỏi vì sao ông nội Luffy đáng sợ như vậy. Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long từng nói rằng: "Tôi không sợ người luyện 1.000 cú đấm một lần, tôi chỉ sợ người luyện một cú đấm 1.000 lần." Câu nói này hoàn toàn đúng với Garp. Cứ nhìn cái xác tàu mà ông đem ra làm bao cát đó, ông dùng tay không đấm vào nó từ thời còn thanh niên cho đến khi 7-8 tuổi, thì Garp đã luyện cả tỷ lần cú đấm của mình, cho nên biệt hiệu của ông mới là Garp nắm đấm. Chính sự nghiêm khắc, chăm chỉ đã mang lại cho ông sức mạnh khủng khiếp, được cả đô đốc Aokiji và mọi hải quân ngưỡng mộ, xem ông là tấm gương để noi theo. Nguyên tắc khi thử đấm chấm nét của Garp là chỉ được dùng tay không, không sử dụng Haki hay siêu năng lực nào khác. Nó không hoa thì kể cả cụ có đấm chay không xài Haki thì các cháu Haki vũ trang yếu chưa chắc đã chịu được một đòn. Còn khi ông kết hợp nắm đấm với Haki hoặc lục thức, anh em hiểu vấn đề rồi đấy. Nói về lực ra đòn và sức mạnh thể chất, Garp hoàn toàn ở mức 10 trên 10 bất chấp tuổi tác. Lại nói tới lục thức, đây là môn võ bắt buộc phải học khi bạn trở thành sĩ quan hải quân. Kobe hiện tại cũng thành thục nó, còn các phó đô đốc trở lên đều có ít nhất một loại Haki và tinh thông lục thức. Riêng với Garp chắc phải ở tầm lục thức tỉnh chứ chẳng chơi. Tốc độ của ông nhanh đến mức ném con tàu khỏi mặt nước. Khi mà nó đáp đất, người ta vẫn thấy Garp đứng trên mũi tàu. Hay khi ông tốc biến tóm đầu cư gian, một cựu đô đốc cũng chẳng tài nào bắt kịp tốc độ của Garp. Suru mà ông sử dụng ở một đẳng cấp cao hơn Roroxy rất nhiều. Bình thường cơ thể đã cứng cáp rồi, thêm tí thiết khối vào không khác nào một bức tường thép, ít ai xuyên thủng được, trừ khi ông không phòng bị hoặc mạnh các đội trưởng bằng tứ hoàng. Ta còn thấy cú đấm của Garp giải phóng ra sóng xung kích, nó giống với chiêu lục vương súng của Luxy nhưng mạnh gấp nhiều lần, bởi Garp cũng sử dụng được thức thứ 7. Về võ thuật, Garp chính là bậc thầy, có thể sánh ngang võ sư karate người cá giỏi nhất, người sở hữu kiếm thuật giỏi nhất hay bậc thầy cướp pháp Okama giỏi nhất, bởi họ đều là bậc nhất đại tông sư trong trường phái của mình. Chứ ở đây, mình không so sánh ai mạnh hơn ai. Tiếp đến là Haki, mình cho rằng một nhân vật sở hữu Haki mạnh sẽ luôn có lợi thế trước một nhân vật ăn trái quỷ mạnh. Bằng chứng là những lời Kaido nói với Luffy, Goldie Roger, chẳng cần trái quỷ nào vẫn có thể đạp cả thế giới dưới chân. Sau đó lo cho biết Haki đủ mạnh sẽ hóa giải được năng lực trái quỷ. Hay mới đây nhất, Kuzan đã phải quay về trưởng phái chiến đấu cơ bản nhất. Hắn ta không dám spam năng lực về Garp nữa, mà thay vào đó là dùng Haki và những cú đấm. Rõ ràng cứ spam skill trái quỷ thì chỉ tổ chết sớm. Nó cho thấy ưu thế vượt trội của Haki khi đối đầu người ăn trái quỷ, nhất là Haki Báo Vương. Đối với Garp, Haki của ông đủ sức chống lại bất cứ loại năng lực nào.
về Haki quan sát. Trong chapter 1087 mới nhất, Gab đã thể hiện Haki quan sát đẳng cấp cao. Việc ông có thể thấy trước tương lai là không cần phải bàn cãi. Ngay cả khi đã tàng hình, Shiryu vẫn không qua mắt được ông nội Luffy. Dù không nhìn thấy thằng danh con nào đang lao vào Kobe, nhưng Gab vẫn biết có nguy hiểm và chặn đúng chỗ, tóm lấy rồi đập cho Shiryu một trận. Nếu đơn giản đó còn chẳng làm nổi thì sao Gab tung hoành trên biển được chứ? Về Haki vũ trang thì lại càng khủng khiếp hơn. Luffy chuyển một lượng Haki vào cục thép ở Udon rồi phá hủy nó. Mấy cục dùng khi luyện tập cũng to đấy, nhưng để Gab khởi động thì phải đặt cả núi thép mới đủ. Đấm chay thì cụ sẽ ôm công nghệ dùng tàu chiến thay cho bao cát, còn khi cụ xài đến Haki á, phải đấm nát 8 quả núi mới đủ đô. Nắm đấm của ông không đơn thuần là bọc Haki, mà Gab giải phóng một lượng Haki vũ trang khổng lồ từ cánh tay, đòn tấn công không cần chạm mà vẫn hủy diệt được kẻ thù. Tiêu biểu là đòn Galaxy Impact, lượng Haki giải phóng ra đã tiêu diệt toàn bộ hải tặc trong quảng trường, tàn phá nhà cửa. Không hoa khi nói rằng lượng Haki mà Gab tích trữ được là lớn nhất thế giới. Ông càng già thì nội công càng thâm hậu, có thể không combat được vài ngày đêm liên tục nhưng solo đố thằng nào không rén. Tiếp đến là Haki Báo Vương, chapter 1080 và 1081 đã chứng minh Gab cũng sở hữu thứ sức mạnh này. Hơn nữa còn vô cùng mạnh, nó dư sức vội hóa khả năng phục hồi của bất cứ ai. Nếu so sánh với vua bóng tối Rayleigh, một người sở hữu Haki Báo Vương ở đẳng cấp cao khác thì ta có thể thấy sự khác biệt khá lớn. Khi Rayleigh xuất hiện ở Amazon Lily, ông giải phóng Haki Báo Vương để khè dâu đen, nhưng nó không xa như tứ hoàng sánh tóc đỏ, cũng chỉ được biểu thị bằng những tia sét đen tương đối nhỏ. Chuyển sang Gab ở chapter 1080, ông bay trên trời mà Haki Báo Vương lại phóng xuống tận thị trấn. Những tia sét cũng được vẽ đậm hơn, nó giống với Haki Báo Vương của Goldie Roger khi ông dùng thần tị trấn áp Kousuki Oden. Hay như lúc Roger và dâu trắng so chiêu, lúc Shanks one hit cả băng kit, rõ ràng Haki Báo Vương của người ngang cơ vua hải tặc phải trên Rayleigh một bậc. Thế giới hiện nay chỉ có mỗi Shanks tóc đỏ đạt đến đẳng cấp này. Không phải mình cố tâng bốc Gab, bởi thực tế chứng minh nhiều người khác cũng bọc được Haki Báo Vương vào đòn tấn công. Ví dụ Big Mom, Kaido, Luffy, Yamato, Zoro, họ đều lọt vào top siêu mạnh mà Kaido nhắc đến. Nhưng không có nghĩa Haki Báo Vương của họ là ngang nhau. Thứ Luffy, Yamato hay Zoro thua tứ hoàng khác là lượng Haki tích trữ được kia đều là quái vật có vài chục năm kinh nghiệm cơ mà. Nhưng các tứ hoàng vẫn có người trội nhất. Big Mom có Haki không bằng Shanks, thậm chí Kaido cũng chỉ ngang ở Haki vũ trang và quan sát. Chứ Haki Báo Vương, mình nghĩ Shanks là số 1. Ví dụ Big Mom one hit pet one bằng Haki Báo Vương đẳng cấp cao, nhưng mà ta không dùng nó khi đối đầu Kid và Law, vì mẹ lớn thường spam năng lực trái quỷ và đạp homie. Dùng Haki cũng tốn sức như dùng trái quỷ, chỉ bật thức tỉnh một lúc mà Kid và Law đã thở không ra hơi. Luffy xài game 4 được 10 phút cũng cạn Haki. Tứ hoàng châu bò hơn thì cũng chỉ kéo dài thời gian, chứ thể lực không phải là vô tận. Big Mom có thể sử dụng thuần Haki để chiến đấu, nhưng mà ta lại chọn xài năng lực trái quỷ. Nếu búp tiếp Haki vào sẽ bào mòn thể lực nhanh hơn. Kaido lợi thế hơn nhờ Doan Thần Thoại giúp hồi phục nhanh, nhưng Châu đánh lâu cũng chết vì thằng Main cũng ăn Doan Thần Thoại. Mình nghĩ người duy nhất cân bằng được cả Haki lẫn năng lực thức tỉnh chỉ có Edward Newgate. Thế nên dâu trắng mới là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Tại Marineford, ông đã chứng minh không cần Haki, mình vẫn bá đạo. Tuy nhiên, chém Kizaru với Aokiji toàn hụt, gặp những kẻ tầm cỡ đô đốc thì không đánh chay được. Đấy là lý do cụ bại trận. Nó cho thấy tầm quan trọng tuyệt đối của Haki. Gab cũng già nhưng ông thuần Haki nên cư gian không né tránh được như khi đánh với dấu trắng, buộc phải đối đầu trực diện. Cụ Gab mà năm thì chắc chắn cư gian còn sơi mới dậy được. Chung quy lại thì ta có gì? Sức mạnh thể chất 10 điểm, võ thuật 10 điểm, tốc độ lẫn Haki đều đạt điểm tuyệt đối. Chẳng ai dám phản đối việc Gab mạnh ngang tứ hoàng vào thời điểm này, bất chấp tuổi tác của ông. Nhưng có điểm mạnh thì cũng có điểm yếu, chúng ta sẽ tìm hiểu nó trong phần 2 của video ngày hôm nay nhé. 2. Cái kết cho cuộc đời vị anh hùng hải quân. Ưu điểm thứ nhất của Gab trong trận chiến này đó là ông mạnh. Ưu điểm thứ hai, ông mạnh Valor. Và ưu điểm thứ ba, ông mạnh vãi linh hồn. Nhưng nhược điểm thì sao? Ngay cả ông cũng không chống lại được tuổi tác hay sao? Năm xưa nó là lời nói với dâu trắng, nhưng xem ra Sengoku sắp phải dùng câu nói này cho ông bạn già của mình mất rồi. Sức mạnh của Gab về cơ bản là không suy giảm, nhưng có một thứ mất đi là sức bền và độ dẻo dai. Nó ảnh hưởng đến khả năng giao đòn kết liễu. Gab tự thừa nhận mình đã xuống phong độ, ông không thể hạ gục Shiryu sau một chiêu, ngược lại còn bị hắn đâm lủng bụng. Nếu ở thời đỉnh cao có lẽ cơ gian đã đấm bay, còn Gab chỉ loạn trọng một chút, giờ thậm chí Gab chưa đứng dậy nổi. Lý do là việc xài Haki nhiều đang dần bào mòn thể lực của ông, Gab không thể vừa búp Haki phòng thủ, vừa tung đòn tấn công với lượng Haki tương đương. Cụ đành chọn khả năng tấn công và chấp nhận mạo hiểm, với hy vọng uy lực của mình đủ sức kết thúc sớm. Nhưng nhược điểm thứ hai là kẻ thù quá đông và hung hãn. Sàng Doan Quốc có thể bị xử lý chỉ sau một đòn, nhưng còn Vasco Shot, Pizarro lại toàn đánh tầm xa hoặc ẩn thân chờ thời cơ, trước kẻ cư gian hay Shiryu toàn hàng khủng. Trong khi đó, đi cùng Gab là Charlotte Kobe, con rơi của Big Mom và là tạ tim. Hemapple thì càng không nhắc đến đây, đây mới là nhược điểm lớn nhất.
Ý thức được điều đó nên Garp mới bảo cư gia cư đưa mọi người ra biển trước. Và ngay khi thấy cư gian trở lại, ông lập tức ra lệnh cho bọn Kobe bỏ chạy, một mình Garp sẽ chặn bằng dầu đen. Theo mình nghĩ, ngay từ đầu Garp đã biết khó mà thắng được rồi. Thấy Aokiji ở đó, ông hiểu tình huống càng xấu đi. Garp chỉ muốn cứu được Kobe rồi rút lui, nhưng giờ e rằng cũng khó. Vì vậy, khả năng cao là ông sẽ học theo dâu trắng. Ngay khi Luffy cứu thoát Ace, dâu trắng đã lệnh cho cả băng tháo chạy về tân thế giới. Garp cũng chỉ cần bảo vệ tương lai của hải quân là đủ. Cuộc đời của ông có lẽ sẽ kết thúc ở Hachinosu. Sau khi đứng dậy chặn đòn tấn công của Alvaro Pizarro, Garp khiến hắn trọng thương bằng một đòn giáng thẳng xuống hòn đảo. Vì Pizarro cảm thấy nóng khi thị trấn bị cháy nên tác động mà đảo Hachinosu phải chịu có ảnh hưởng đến hắn. Sau đó ông sẽ ném Kobe, Prince Cross và Hemapple về phía con tàu, bảo họ mau chóng rời khỏi đây và mặc kệ ông. Tới lượt Vasco Short cùng Shiryu mưa sông lên, ông tiếp tục đánh gục một tên trong số chúng, sau đó cư gián đứng dậy. Hắn là kẻ Garp e ngại nhất vì cư gián có thể truy đuổi họ trên biển. Nếu Garp rời mắt khỏi Aokiji, hắn ta sẽ đóng băng cả mặt biển lẫn con tàu, cho nên ông không thể rời đi được. Shiryu tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn khả năng chiến đấu. Một mình Garp sẽ phải cân cả băng dâu đen, chủ yếu là solo với cư gián. Nhưng ở thời khắc quyết định, Shiryu lại xuất hiện giúp cư gián giành chiến thắng. Do quá tập trung nên Garp không phát hiện ra tên tàng hình tấn công mình. Shiryu khiến Garp không tung được đòn đáp trả và lãnh chọn sát chiêu từ học trò cũ. Anh hùng hải quân Mankadi Garp bị cựu đô đốc Aokiji đánh bại sẽ trở thành tin tức chấn động thế giới. Còn việc Sengoku và Tsuru có thể tới cứu Garp hay không thì mình mong là thế, nhưng thật sự thì khả năng này là khá là thấp. Đây chỉ là cảm giác mà thôi, hy vọng idol của mình dù thua nhưng mà cũng đừng chết. Cuối cùng, cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chuyện tổng hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.